Dạ vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Đấy, hôm nay thì nhà em lên cho các bác một bộ dàn mini. Ở đây thì em đang phối giữa một con công suất đời máy đứng. Đấy. Kết hợp với cả một con loa V7, V77 các bác nhá. Đấy. Dòng máy đứng ở đây thì có mã là 155A. Đấy. Về hình thức thì đây, em mời các bác nhìn qua một chút này. Đấy, loa hàng bãi về rất là tuyệt vời đấy. Công suất đây. Đấy. Quang là chặt thế nhỉ? Đấy, đây các bác nhá. Về công suất của loa là 70W này, trở khá là 6 ohm này. Đấy, còn công suất của máy là 64W này. Made in Japan này, điện là 100V này. Con này thì có hai cổng quang là out và in. Tuy nhiên thì cái đường quang này thì hiện tại thì em có thử thì không hiểu lý do tại sao thì nó không nên được quang. Đấy, thì con này về viện bác nào cần thì tự kiểm tra đường quang xem. Còn ở đây em chỉ bán là phần phần công suất để về các bác ghép nhạc điện thoại máy tính nhá. Đấy, và em cũng chỉ để cái giá là giá chỉ để cho các bác gọi là về ghép điện thoại với cả máy tính thôi. Đấy. Điện thoại máy tính ở đây thì nó có một hai cổng này, ba cổng, bốn cổng vào, hai cổng ra. Đấy, 4 cổng vào 2 cổng ra. Còn đây là FM và AM. Phía dưới đây này là đường súp này. Đấy. Đấy. Con này thì em chỉ bán chức năng là về nghe điện thoại và máy tính nhá. Còn CD thứ thì em có test thì hiện tại mắt nó cũng hơi kém rồi. Cơ ra vào thì ok nhưng mắt kém. Đấy, thì về bác nào cần thì có thể là vệ sinh mắt hoặc thay mắt mới. Đấy. Nhưng nói chung thì về cái phần CD chả ai chơi được ạ. Toàn nghe điện thoại máy tính ấy mà. Loa thì là trang bị là bát 13 màng giấy gần sút sốt mút test thì dòng chấm đom. Kích thước của vỏ loa là rộng khoảng 13.5, sâu khoảng 23.5, cao đạt khoảng 26 rưỡi đến 27. Cục này cũng vậy nha, tương đương loa có chiều sâu thì nó khoảng về chiều sâu của cục thì nó rơi khoảng là 30 3.5. Còn cao của nó đây được khoảng 20, 20 hơn 20 tí. Đấy thì giá của cái bộ này là 1 triệu 9 các bác nhá, giá là 1 triệu 9. Đấy. Về các bác lưu cho em là nhớ cắm điện 100V cho em là được nhá. Đấy. Em đang nghe đường điện thoại này. Em mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhá.
Dạ vâng, đấy, thì vừa rồi các bác đã được thưởng thức qua một cái đoạn chất âm đến từ bộ dàn V17 nhá. Giá của nó là 1,9 triệu. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0966 591581 hoặc số điện thoại 0979 891682, hay là qua trực tiếp nhà em được ở địa chỉ 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác tại video tiếp theo bên em nhá.